Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại trở lại với các bạn một câu chuyện mới. Lại chia sẻ với các bạn một câu chuyện mới về cuộc sống đời thường. Và không phải là công việc trồng cây trồng hoa hay là các công việc vườn như mọi khi. Và vẫn mong các bạn ủng hộ tôi nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay trở lại với các bạn để chia sẻ câu chuyện cuộc sống đời thường thì sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề gì đây? Xin phép các bạn, hôm nay cho tôi chọn một chủ đề về gia đình. Nhưng trong phần gia đình thì hôm nay tôi nói cụ thể là thay đổi những thói quen. Thay đổi những thói quen các bạn ạ. Và chủ đề ngày hôm nay lại chia sẻ từ những cái sai lầm tệ hại của tôi. Nói nhẹ thì là những cái sai lầm ngu ngơ, nói nặng hơn thì là tệ hại và ngu si các bạn ạ. Nhưng không có nghĩa là tệ hại và ngu si thì chúng ta không được quyền thay đổi. Và nếu khi chúng ta thay đổi đi những thói quen đó thì những điều tích cực trong cuộc sống nó sẽ đến. Và có nhiều bạn trẻ cũng phạm phải những sai lầm như tôi. Và tôi cứ mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện này để gửi tới tất cả các bạn, và nhất là những bạn trẻ nha. Thay đổi thói quen thì thay đổi những thói quen gì? Thì xin thưa với các bạn, thay đổi thói quen ở đây là thay đổi những thói quen xấu, những thói quen tiêu cực chúng ta dần loại bỏ trong đời sống hàng ngày, và chúng ta sẽ nạp vào những thói quen tốt, gọi là những thói quen tích cực trong đời sống hàng ngày. Và cụ thể là thói quen trong gia đình, phạm vi hẹp là trong gia đình đã. Và khi thay đổi được thói quen trong gia đình rồi thì khi ra ngoài xã hội chúng ta cũng sẽ giữ được những thói quen tích cực như vậy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tự tin lắm. Và khi thay đổi được những thói quen các bạn ạ, có nghĩa là chúng ta bỏ đi những thói quen xấu và đưa vào những thói quen tốt, thì làm cho chúng ta cũng hạnh phúc lên nhiều lắm các bạn ạ. Đây gọi là hạnh phúc cá nhân. Nhưng nhiều khi hạnh phúc cá nhân thì lại làm cho những người xung quanh cùng mình hạnh phúc. Đó là gia đình của mình. Rồi ra khỏi gia đình của mình thì đó là người thân của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp, rồi lối xóm, đối tác, vân vân. Vậy tôi lại chia sẻ những cái sai lầm tệ hại của tôi để gửi tới các bạn. Và nó có thể phù hợp với một số bạn cũng mắc những sai lầm như tôi. Nếu các bạn không định kiến, không bảo thủ mà các bạn sửa được, các bạn tránh được, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ vui vẻ mỗi ngày các bạn ạ. Mà khi vui vẻ mỗi ngày ấy thì chúng ta sẽ có rất là tự tin để giao tiếp trong gia đình, cũng như rất là tự tin để giao tiếp ngoài xã hội, mà nó thật với con người của mình các bạn ạ. Vậy tôi lấy ra một vài ví dụ. Ví dụ đầu tiên là thay đổi thói quen trong cách cư xử với lại vợ hay các con của mình thôi. Thì những năm tháng trước các bạn ạ, tôi mắc cái sai lầm này cũng rất là nghiêm trọng. Cứ mỗi khi đi làm về đến nhà các bạn ạ, hay là những ngày nghỉ đấy, thì mình
cứ chấp nhất với lại vợ con, mọi thứ bạn ạ. Chấp nhất mọi thứ. Và trong những thứ mình chấp nhất đấy, nó lại cũng liên quan đến những cái chữ tham, sân, si, mạn, nghi các bạn ạ. Người ta động vào mình một tí, vợ con nó động vào mình tí, nó va vào mình tí, góp ý với mình tí, à, tính ngạo mạn nó lại nổi lên ngay. Thế rồi lại quát vợ, mắng con, tôi ví dụ như thế. Thì đấy gọi là thói quen xấu, các bạn có công nhận tôi thế không? Thế hay là vợ con nó góp ý với mình cái gì một tí, mà mình si mê cái gì, yêu thích cái gì cứ đòi mua về bằng được. Thì đấy cũng là thói quen xấu, các bạn công nhận tôi thấy không? Vì cản đi cái sự ái của mình mà. Đấy cũng là thói quen xấu. Thế rồi là khi định hướng dẫn giúp đỡ vợ một cái gì đó trong công việc ở nhà, như là điều chỉnh cái máy điện thoại hay là chỉnh cái tivi, thì những cái công cụ hay dụng cụ đấy thì mình hay xử lý thường xuyên mỗi ngày thì mình có chút kinh nghiệm về nó. Nhưng khi giúp vợ mà vợ chưa làm được, chưa hiểu được thì mình nổi cáu lên ngay đó. Thì đấy nó lại vướng vào chữ tham, có nghĩa là mình cứ muốn người ta phải bằng mình ngay, người ta chưa hiểu ngay thì là mình lại cáu. Thì đấy cũng là thói quen xấu các bạn ạ. Cũng như con vậy thôi, hướng dẫn nó cái gì đó thì cũng phải từ từ, nó còn trẻ, làm sao mà nó đã có những cái kỹ năng tốt như mình chẳng hạn, thì mình đã trải qua kinh nghiệm. Thế nhưng mà khi góp ý với nó cái gì hay mà muốn chỉ bảo cho nó cái gì thì mình cứ muốn tống ngay cho nó kỹ năng, làm sao trong vòng phút, một giờ, một tiếng mày phải làm được giỏi như tao chẳng hạn. Thế nó không làm được thì mình lại cáu. Thì đấy cũng là cái tham các bạn, cho nên vào là thói quen xấu. Có là tham cái của mình cho nó, muốn nó phải bằng mình ngay. Đấy cũng là thói quen xấu các bạn. Thế cho nên là những cái tham sân si đấy các bạn, mạn đấy ấy, thì nó tạo ra những thói quen xấu ngay trong một đời sống gia đình thôi. Và khi mình hiểu ra, mình sửa nó đi, thì mỗi ngày gia đình nó được nhẹ nhàng hơn các bạn ạ. Xong dần dần nó được vui vẻ hơn các bạn ạ. Và vui vẻ hơn thì dần dần nó tiến tới hạnh phúc hơn, gia đình nó êm ấm hơn. Mà các bạn biết rồi, khi gia đình nó vui vẻ hơn, êm ấm hơn, hạnh phúc hơn, có chụp một kiểu hình để đưa lên Facebook hay lên yêu thì gương mặt nó cũng tự tin là mình đang nói thật với lòng mình, mà không phải là nói giả cái điều gì cả. Hay như là gia đình nó vui vẻ hơn, êm ái hơn, hạnh phúc hơn, thì chắc chắn là ngày hôm sau đến công sở làm việc, hay đến doanh nghiệp làm việc, hay đến bất cứ một chỗ nào, thì trong giao tiếp của mình cũng tự tin hơn, làm việc cũng tích cực hơn, hăng say hơn. Và từ những cái tích cực hăng say đấy thì cũng dễ dẫn đến thành công hơn trong cái công việc của mình định làm đấy. Các bạn có công nhận với tôi thế không? Nhưng mà thử hỏi, ngày hôm qua mà giận con đến tím người vì không nghĩ đấy là mình sai, mình ngu si, mình ngạo mạn, mình tham lam, mình si mê, mình nghi ngờ với lại vợ của mình, con của mình. Thế rồi đến bữa cơm tối của gia đình thì mình lại quát tháo, chửi bới, làm ầm ĩ lên. Chung một giường nhưng hai người quay hai hướng, thì các bạn nghĩ ngày hôm sau ta đến nơi làm việc nó có còn tâm hồn để làm việc hay không? Có khi gặp ông bạn hàng hay ông đối tác hay ông khách hàng khó tính, có khi ta muốn cáu, muốn chửi người ta ngay rồi, vậy thì tự ta hại ta thôi, tự ta làm khổ chính mình. Thất bại nhìn thấy ngay ở trước mắt,
Nhưng mà nếu hôm trước mà gia đình rất là vui vẻ em lắm, thì hôm sau sẽ rất tự tin trong giao tiếp và sẽ rất hăng say để làm việc các bạn ạ. Các bạn có công nhận tôi thế không? Vậy biết tại sao mình không sửa? Sửa thì nó rất là khó. Các bạn có nhận tôi thế không? Vì cái gì nó thuộc về thói quen này, gọi là thói quen này, nó không cần phải động não mà. Sửa nó khó, rất là khó. Chính vì như thế, sau khi nhiều năm dài các bạn ạ, tôi nhiễm phải rất nhiều thói quen xấu. Và nó làm cho cuộc sống của mình rất là tệ hại các bạn, đôi khi là bấn loạn các bạn ạ, về phần tâm. Ra ngoài thì chém gió cứ ầm ầm, nhưng thực ra trong lòng và trong tâm nó không được an các bạn. Vì mỗi khi trở về đến nhà thì gia đình nó có được êm ấm đâu. Nhưng phần chính các bạn ạ, lỗi là tại người đàn ông, tại cái người làm trụ cột gia đình đấy thôi. Người đấy không có hướng sửa, không có ý muốn giúp những người thân xung quanh của mình, đó là vợ của mình, các con của mình. Cho nên gia đình lúc nào nó cũng căng như dây đàn các bạn ạ. Nó chỉ gọi là tồn tại thôi chứ nó không phải gọi là sống. Tồn tại một gia đình thôi chứ không phải là một gia đình sống có sự vui vẻ, hạnh phúc. Và sau khi nghe nhiều sự góp ý của những người đi trước các bạn ạ, lắng nghe nhiều những người có kinh nghiệm trong cuộc sống, người ta chia sẻ và cũng chịu khó mày mò đọc một chút các bạn ạ, thì thấy mình cần phải thay đổi những thói quen xấu và những năm gần đây tôi cố gắng quyết tâm loại bỏ ra rất nhiều thói quen xấu các bạn ạ. Và nạp vào mình những thói quen mới. Những lúc thay đổi như thế khó khăn lắm các bạn ạ. Nghĩ mình không làm được, không vượt qua được. Nhưng sau làm được các bạn ạ, làm được dần dần. Mỗi ngày làm một chút, mỗi tuần làm một chút, mỗi tháng làm thêm một chút, mỗi quý làm thêm một chút. Và cứ như thế thì đến lúc thấy nó thành quen, và lại thấy thành yêu thích nữa các bạn. Và gia đình nó được vui vẻ. Tôi không dám dùng cái từ hạnh phúc nhiều trong câu chuyện ngày hôm nay, vì hôm trước đã chia sẻ với các bạn một cái clip nào đó để hiểu thế nào là hạnh phúc. Một gia đình nó cần phải tới những 6 mặt trận. Vậy cứ mặt trận này chúng ta làm được nhiều thì mặt trận khác nó giảm. Và nếu cân bằng được 6 mặt trận đấy thì gia đình thật là hạnh phúc. Nhưng ai ở đâu luôn giữ được 6 mặt trận đấy, từ lúc thành lập gia đình cho đến lúc lìa trần. Cho nên tôi không dám dùng đến nhiều từ hạnh phúc gia đình. Nhưng chỉ cần được gia đình nó yên vui chứ các bạn, yên vui, nó vui vẻ hòa thuận, thì cho tôi mạn phép đã dùng cái từ cũng đã là hạnh phúc rồi. Các bạn công nhận tôi không? Và xin phép mời các bạn uống cốc nước nha. Vậy câu chuyện bạn chia sẻ cũng đã dài rồi, thì bạn nói cụ thể đi xem nào. Thì cụ thể thì tôi lại đưa tiếp ra một ví dụ, và để các bạn thấy là để bỏ một thói quen xấu thì nó khó. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không bỏ được, chỉ có điều là chúng ta có quyết tâm hay không. Một là việc đầu tiên ấy, tôi bỏ thói quen xấu của mình, đó là thói quen thức khuya các bạn ạ. Thức khuya và dậy muộn.
thói quen này cũng tệ hại các bạn ạ. Vì mình thức khuya xong dậy muộn thì ngày hôm sau mình không còn đủ tận tâm cho công việc của một ngày tiếp theo, dù đấy là công việc của mình hay công việc cùng làm với đồng nghiệp. Cho nên việc đầu tiên ấy, là tôi bỏ thói quen xấu đó là thức khuya và dậy muộn. Tôi đưa vào mình thói quen mới gọi là thói quen tốt, là ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Có nghĩa là kỷ luật ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Có nghĩa là ngủ sớm hơn và dậy phải sớm. Khung giờ thì tất nhiên là phụ thuộc vào nhiều ngành nghề, nhiều công việc của các bạn. Tôi không dám nói ra phải nhất thiết là cứ phải ngủ vào lúc 11 giờ đêm mà dậy vào lúc 5 giờ sáng. Tôi ví dụ như thế, mình không nhất thiết như thế vì nó còn theo độ tuổi nữa. Các bạn công nhận tôi thế không? Thế rồi là có những cái bạn công việc thì có thể là làm 3K. Có những bạn thì làm ca sáng, ca chiều. Có những bạn tự doanh thì có thể là đi sớm hơn, về muộn hơn một chút. Nhưng mà nó còn phụ thuộc, nhưng mà là ngủ sớm hơn và dậy sớm. Thì đấy là thói quen thứ nhất. Thói quen thứ hai ấy, là hôm trước tôi cũng lười không tập tành gì các bạn ạ. Thì bây giờ tôi bỏ cái thói quen xấu ấy đi và đưa thói quen mới vào người, đó là thói quen tích cực. Nhất định phải dành ra từ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày các bạn ạ, để tập thể dục. Thói quen tiếp theo ấy là thói quen xấu của tôi ấy, đó là thói quen cũng thích rượu bia các bạn ạ, không có chừng mực, và tôi cũng loại bỏ nó. Đưa thói quen mới vào là phải uống rất chừng mực. Có thể là lúc trước uống rất nhiều rượu, nhiều bia, bây giờ uống ít đi thôi. Ví dụ như mỗi tối chỉ uống một ly thôi, phải cương quyết như thế, kỷ luật cao như thế. Thì đấy là thói quen dùng đồ uống có cồn nhiều thì bây giờ cũng loại bỏ nó các bạn ạ. Chỉ dùng một chút thôi. Mà kể cả khi đi chơi cùng các bạn bè, tiếp khách đấy, ngày lễ, ngày Tết cũng chỉ uống trực mực, uống một ly rượu hay một ly bia, không uống hơn, ép cũng không uống. Thì đấy là thói quen thứ ba. Và thói quen thứ tư là thói quen xấu tiếp nữa, là thói quen ích kỷ các bạn ạ, bảo thủ. Cái gì mình cũng cho là mình đúng, người khác góp ý là mình sân hận lên ngay. Đấy gọi là thói quen ích kỷ và bảo thủ. Vợ con góp ý một chút là mình sân hận lên ngay. Bây giờ tôi cũng loại bỏ cái thói quen xấu này các bạn ạ. Tất nhiên là không thể hết ngay được, nhưng cố gắng loại bỏ thói quen xấu này, nạp vào thói quen mới tích cực, là không ích kỷ nữa các bạn. Phải hòa đồng cùng với vợ và các con thôi. Con mình nó có thể học giỏi, chưa học giỏi, thậm chí là không học giỏi, không sao, luôn khuyến khích động viên các con, chia sẻ cùng chúng nó, yêu thương tụi nhỏ. Chứ không phải đặt ra một mục tiêu là phải nhồi nhét đẩy tễ vào đầu nó, phải học thành cái nọ, phải học thành cái kia nữa các bạn, không ích kỷ nữa. Và khi bà xã và các con có góp ý với tôi bây giờ, tôi rất là vui vẻ đón nhận các bạn. Dù ý kiến góp ý đấy là tiêu cực hay tích cực thì cũng rất là vui vẻ đón nhận, và đón nhận một cách rất là thật lòng bằng trái tim các bạn ạ, chứ không phải là đón nhận bằng cách bắt buộc á. Thì thấy hòa đồng vui vẻ lắm các bạn. Thói quen xấu tiếp theo nữa của tôi các bạn ạ, là lúc trước ở trong gia đình cứ tranh luận về phần gì
bàn luận về phần gì, dù là về việc học hành của tụi nhỏ trong gia đình của tôi, hay là bàn luận về công việc của hai vợ chồng, hay là bàn luận về một cái mục thời sự nào đó đơn giản thôi trên báo chí, truyền hình, trên phương tiện thông tin đại chúng. Tôi ví dụ thế. Thì mình phải luôn giành phần thắng các bạn. Luôn giành phần thắng. Thì đấy là một thói quen xấu. Mình cứ nghĩ là mình có kinh nghiệm, trải nghiệm, mình biết rồi. Không phải các bạn. Không phải thế. Thế và cứ cho là mình biết cái vấn đề đấy nó đúng đi. Nhưng đúng là góc nhìn của mình hay là đúng ở góc nhìn chân lý. Thì đúng ở góc nhìn chân lý thì nó mới là quan trọng. Còn đúng ở góc nhìn của mình thì nó có thể đúng hôm nay, đúng ngày mai, nhưng lại không đúng vào tuần sau, tháng sau. Vậy ngay như là góc nhìn của mình ấy, mình cho là đúng, chắc gì nó đã đúng, chắc gì nó đứng ở góc nhìn chân lý để nó chính xác là đúng. Các bạn không nhận tôi thế không? Nhưng mình gậy cái quyền làm cha hay là làm chồng cứ phải thắng. Và đấy là một thói quen xấu tệ hại các bạn ạ. Ở đâu thì tôi không biết. Ở ngoài đường, ngoài xã hội thì tôi không biết. Nhưng nếu mà cứ thắng và thua thì phần thua chắc chắn là nhận về mình. Nhưng trong gia đình nếu thắng và thua các bạn ạ, thì mới đầu chỉ là một câu chuyện thôi. Trao đổi giữa cha con thôi, giữa chồng vợ thôi. Nhưng mà một tí nữa thì sóng gió nó nổi lên các bạn ạ. Và rất là tai hại. Nó làm cho cả gia đình căng thẳng, đôi khi đổ vỡ vì sự thắng thua đấy. Mà chỉ tranh luận về những đề tài, nó không đâu vào đâu các bạn ạ. Và đấy là một vấn đề rất là tai hại. Tôi mắc phải cái sai lầm đấy các bạn, trong nhiều năm. Và những năm sau này tôi cố gắng bỏ thói quen xấu đấy. Khi đã bước chân về đến nhà, tôi chỉ đặt tâm vào gia đình thôi, không còn thắng thua nữa các bạn ạ. Hay chính xác hơn là chủ động thua. Chủ động thua trong mọi cuộc tranh luận, hay là trong các cái câu chuyện trao đổi cùng vợ và các con, mình chủ động thua. Các bạn có biết không? Như vậy nó vui lắm các bạn, và nó hạnh phúc lắm. Những thứ mình biết, mà nếu cứ cho là góc nhìn của mình là góc nhìn chân lý, mà mình tranh luận với con mình, nó phải thua mình về góc nhìn chân lý đi. Chứ không phải là góc nhìn của mình, vợ mình nó phải thua mình về góc nhìn chân lý. Mà cái gì nó thuộc về chân lý, như kiểu là có nắng thì phải có mưa, có ngày thì phải có đêm, gọi là góc nhìn chân lý. Thì chắc chắn là họ sẽ thua mình trong cuộc tranh luận đấy. Nhưng mà rồi là mình thua các bạn ấy. Mình thua các bạn ấy. Vì vợ mình nó sẽ buồn, con mình nó sẽ tủi, vì chỉ có cha nó thắng thôi. Với bạn bè, với đồng nghiệp, với đối tác, với người thân, với lối xóm, đã không cần sự thắng thua đấy rồi các bạn. Vì đấy là thói quen xấu rất tệ hại. Mà trong gia đình mình còn mang thắng thua về nhà nữa, thì thật sự nó không phải là thằng đàn ông. Và tôi sửa được thói quen này các bạn ạ, nhưng cũng không sửa được hẳn, mà đang cố gắng để sửa. Làm sao nó chỉ còn một chút thôi các bạn. Cứ mỗi khi định thích thắng thua thì tôi lại nghĩ đến là mình đang cần nạp những thói quen tích cực vào người, nạp những thói quen mới vào người các bạn. Thì đó là thói quen xấu về sự thắng thua mà tôi đang cố gắng loại bỏ, nạp thói quen mới. Và thói quen xấu tiếp theo nữa là lúc trước cũng hay dùng từ có mà ít dùng từ không các bạn ạ. Hay dùng từ có mà ít dùng từ không. Cái thói quen này cũng tệ hại các bạn ạ. Từ có và từ không là như thế nào? Có nghĩa là có khi đang ở trong gia đình với lại vợ con, chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại thôi, bạn bè
đồng nghiệp, lối xóm, dù đi uống trà đá, chém gió, dù đi ba, buôn chuyện, hay là cà phê, cà pháo, tào lao, chẳng có cái gì đó phải nhất thiết là phải quan trọng. Nhưng tôi nói quá ngay các bạn ạ, chứ không dám can đảm nói từ không. Thành ra mình ít dành thời gian cho gia đình các bạn ạ, ít dành thời gian cho vợ con. Và cái đấy cũng là cái sai lầm tệ hại. Phải can đảm và dũng cảm để nói nhiều từ không các bạn ạ. Bởi vì chúng ta phải biết lựa chọn lúc nào cần nói từ có, lúc nào cần nói từ không, chứ không phải lúc nào cũng nói từ có được. Chỉ có một cuộc điện thoại là xách áo ra đi. Cuộc điện thoại thứ hai mà đến lại xách áo đi tiếp. Vậy những giờ nghỉ để dành cho gia đình, những ngày nghỉ ít ỏi để dành cho gia đình, thì chỉ thỏa mãn cái ích kỷ của mình. Đó là thỏa mãn phần thân và phần tâm của mình, là trà chanh chém gió, tưng bừng ngoài ba các bạn ạ, hay là một tụ điểm nào đó tụ tập để buôn chuyện. Sai lầm các bạn ạ, sai lầm nghiêm trọng. Cho nên tôi cũng loại bỏ thói quen xấu đấy, đó là luôn nói từ có. Và tôi lắp từ không vào các bạn, đó là thói quen tốt. Phải biết loại bỏ những cái thú vui mà nó mang tính chất ngắn hạn, vô giá trị, không có ý nghĩa gì. Tôi nói như thế không có nghĩa là chúng ta, tôi và các bạn và tôi, chúng ta không được trà chanh chém gió, không được vui chơi, không được tào lao với lại lối xóm, hay là bạn bè hay đồng nghiệp, thì không phải thế các bạn nha. Chúng ta vẫn có thời gian để dành cho lối xóm, cho bạn bè, cho đồng nghiệp chứ. Và vẫn phải có lúc trà chanh chém gió, buôn chuyện thời sự, buôn chuyện sự đời chứ, đúng không? Có. Nhưng phải biết lựa chọn và những khoảng thời gian thật là thích hợp, và nó cũng ít thôi. Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn thì gia đình mình nó cũng êm ấm vui vẻ nhiều hơn các bạn ạ. Đấy là một thói quen tốt, là thói quen nói từ không, cũng là một thói quen tốt các bạn ạ. Và như hôm nay đã chia sẻ với các bạn câu chuyện cũng tương đối dài rồi, nếu bây giờ cứ nói tiếp ở đây và kể ra với các bạn rất nhiều thói quen xấu của tôi thì nó cũng dài dòng và câu chuyện nó sẽ rất là dài. Và tôi đã lấy ra những cái ví dụ rất là cụ thể như thế để chia sẻ với các bạn, và nhất là các bạn trẻ. Đó là những cái sai lầm của tôi, sai lầm một cách tệ hại là trong gia đình thì mình phải loại bỏ những thói quen xấu và đưa vào mình những thói quen mới. Đó là những thói quen tích cực. Để thay đổi được thói quen của một con người thì rất là khó, không ai có thể tác động để thay đổi được, chỉ có chính người đấy mới thay đổi được mà thôi. Muốn thay đổi được thì chỉ có bằng một cách là phải quyết tâm. Đơn giản như việc ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ, có nghĩa là ngủ sớm và dậy sớm, một việc đấy thôi để chúng ta quen được, có khi cũng phải kéo dài đến 3 tháng thì mới thành một thói quen được. Các bạn có công nhận với tôi thế không? Chứ chưa nói là lại, chúng ta lại phải bỏ ngay những thứ mà chúng ta quen với cái, những cái việc như là trà chanh chém gió, rượu chè, ích kỷ, quát tháo, nói to đấy, thắng thua, thì xếp vào đấy còn biết bao nhiêu thói quen xấu nữa đây, mà chúng ta lại định loại bỏ ngay thì nó cũng khó. Các bạn có công nhận tôi không? Cũng khó các bạn nhỉ. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không làm được, nếu chúng ta đưa kỷ luật vào bản thân. Khi đưa kỷ luật vào bản thân thì chắc chắn là những thói quen xấu chúng ta sẽ bỏ được. Và còn rất 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 nhiều thói quen xấu của tôi nữa các bạn ạ. Tôi chia sẻ đến phần này, đoạn này
thời lượng nó cũng đã rất dài rồi. Tôi nghĩ là các bạn hiểu và hình dung ra được câu chuyện tôi muốn chia sẻ, là còn kể ra rất nhiều cái lỗi sai lầm của mình, đúng không? Vậy câu chuyện ngày hôm nay cho tôi gác lại, và tôi chỉ kể ra những thói quen xấu mà tôi đã từng mắc phải như thế, để các bạn thấy là nếu cuộc sống của chúng ta trong gia đình mà muốn có cuộc sống vợ chồng, con cái luôn được vui vẻ và hòa thuận thì chính chúng ta là người phải thay đổi. Và khi thay đổi chúng ta phải hành động. Nếu không hành động thì cũng không giải quyết được cái gì. Cho nên chúng ta thay đổi thì những người xung quanh họ cũng thay đổi theo chúng ta. Và khi chúng ta đưa kỷ luật vào bản thân thì tất cả những thói quen mới là những thói quen tích cực, thói quen tốt, chúng ta phải giữ bằng được, giữ cho đến cuối cuộc đời, cho đến lúc chúng ta được đóng nắp quan tài lại, thì tôi tin là gia đình của tôi cũng như của các bạn luôn được vui vẻ, hòa thuận, êm ấm. Mà nếu đã vui vẻ, hòa thuận, êm ấm thì cái từ hạnh phúc tôi nghĩ là chắc nó cũng sẽ đến thôi. Và người giữ được sự vui vẻ, hòa thuận, êm ấm trong một gia đình giữa chồng, vợ và con cái thì tôi tin là người đấy giao tiếp với ai rồi cũng sẽ được người ta quý mến. Và người đấy cũng muốn làm bất cứ một công việc gì thì cũng rồi cũng sẽ đến thành công. Dù là thành công nhỏ nhỏ thì cũng sẽ tiếp tục tiếp nối đến những thành công lớn hơn. Đấy là làm nghề, đấy là làm công, đấy là làm thợ, hay đấy làm tự doanh, hay đấy là mở hẳn một doanh nghiệp, rồi cũng sẽ dẫn đến những thành công mà thôi. Nếu giữ được những thói quen tốt trong con người chúng ta, đó là những thói quen tích cực, và loại bỏ khỏi người chúng ta những thói quen xấu. Và khi đã có những thói quen tốt, tích cực, mà gia đình luôn êm ấm, hòa thuận, vui vẻ, thì các bạn bảo có cái gì hạnh phúc bằng đâu, có đúng không các bạn? Cho nên bước ra khỏi cổng của gia đình, chúng ta sẽ dùng ý thức để xử lý và giải quyết công việc, đó gọi là phần tuệ. Nhưng về đến nhà chắc là phải dùng quả tim thôi, nhưng tất nhiên là cũng phải dùng quả tim, thì cũng vẫn phải dùng đến trí tuệ của thông minh, là thông minh quả tim. Chứ quả tim mà không có trí tuệ thông minh của quả tim thì nhiều khi là chúng ta đã xử lý sai về phần cảm xúc là cũng nguy hiểm. Cho nên ra khỏi nhà chúng ta sẽ dùng ý thức để điều chỉnh quả tim của mình, đó là phần tuệ. Nhưng khi về nhà chúng ta phải dùng quả tim thôi, chứ không có sự thắng thua ở trong gia đình được. Nếu có sự thắng thua trong gia đình chỉ dẫn đến khổ đau mà thôi các bạn ạ. Và tôi đã có rất nhiều lúc khổ đau các bạn ạ, rất nhiều lúc khổ đau. Và từ khi tôi cố gắng sửa chữa những cái phần mà chia sẻ với các bạn trong câu chuyện vừa qua, tôi thấy mình an yên một phần trong đầu, trong tâm các bạn ạ. Và gia đình hòa thuận, vui vẻ lên nhiều lắm. Tôi cũng thấy mừng các bạn và thấy thích. À, mình yêu những thói quen mới, những thói quen tích cực. Và bây giờ đã đến lúc phải nói lời chia tay các bạn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành với các câu chuyện của tôi trong các công việc trồng cây, trồng hoa, những như các cái công việc là công việc vườn. Và các bạn đã luôn ủng hộ, động viên, góp ý, khích lệ. Và rồi các bạn lại đồng hành chia sẻ với tôi trong các câu chuyện cuộc sống đời thường như thế này. Và hy vọng câu chuyện tôi chia sẻ nó cũng có phần nào đó hữu ích để gửi tới các bạn. Và nếu có điều gì đó nó chưa được làm các bạn thấy hài lòng, một số bạn chưa thấy nó phù hợp, thì cũng mong các bạn chiếu cố thông cảm với tôi nha. Và phải nói lời chia tay các bạn rồi. Kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc các bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn ở các câu chuyện sau. Và bây giờ xin chào và tạm biệt. Bye bye.